Chào toàn thể các bác, thì trong ngày hôm nay thời tiết không được ủng hộ cho lắm. Ở ngoài trời vẫn còn đang đổ mưa, thì tiện thì bên em có dọn kho ra được một vài cặp loa hàng bãi này, từ những dòng Bose Hồng Kông Series 3 601 hay là 301 này, hay là những cái cặp loa JBL Passion 12 đấy, và cũng như là những cặp JBL K512 bản 2019 đấy, đời 2019 đấy. Thì đặc biệt nhá, thì những cái dòng Passion 12 này thì bên em vẫn còn đang có những cái chương trình giảm giá khuyến mãi cực sâu, đó là từ 4.500.000 đồng xuống chỉ còn có 3.900.000 đồng thôi đấy. Nhưng mà nhân vật chính ngày hôm nay đó chính là những cái cặp JBL K512 đời 2019 đấy, mà bên em mới dọn kho ra và cũng như gom được khoảng 5 đôi đấy từ kho ra và xếp sẵn ra ngoài cửa hàng này rồi đấy. Tiện thì bên em sẽ làm một cái chương trình tri ân khách hàng, một chương trình giảm giá khuyến mãi cực sâu đối với những cặp loa JBL K512 bản 2019 này đấy, xuống một mức giá là từ 4.800.000 đồng xuống chỉ còn có 3.900.000 đồng thôi đấy, một mức giá cực kỳ là sốc cho toàn thể các bác. Từ trước đến nay thì bên em chưa có một đợt nào mà bên em giảm giá những cặp đời 2019 này xuống một mức giá sâu như vậy đấy, nên các bác hãy nhanh tay lên, chỉ có 5 cặp duy nhất thôi. Cho nhanh tay thì các bác chỉ áp dụng cho 5 bác khách hàng nhanh tay nhất và cũng như là đã đăng ký kênh và đã ủng hộ bên Huy Hoàng Audio chúng em từ trước đến nay đấy. Và chương trình này thì thay mặt lời cảm ơn của Huy Hoàng Audio đến toàn thể các bác đấy, và chỉ có 5 cặp duy nhất thôi các bác nhé đấy, và chỉ ở trong video này và cũng như trong chương trình ngày hôm nay đấy, thì sau 5 cặp này thì bên em sẽ để lại một cái mức giá cũ của nó đấy, nên các bác hãy nhanh tay lên để có thể đặt hàng và cũng như chọn được những cặp loa ưng ý nhất đấy. 5 đôi này thì bên em đã xem rồi đấy, cảm thấy là cái hình thức của nó vẫn rất là ok đấy, có những cặp còn trên 90% cơ, nên các bác hãy nhanh tay lên để có thể chọn cho mình được những cái cặp loa ưng ý nhất các bác nhé đấy, và những cái cặp loa đẹp nhất đấy. Và những cái dòng JBL K512 bản 2019 này thì vẫn chạy 3 đường tiếng riêng biệt, một bass 30, một trung và một chép, nên cho ra chất âm thanh cực kỳ là hay. Và trước đây thì bên em có cho ra rất là nhiều những cái video về nói về nội thất này và cũng như những cái video để mở nội thất và gửi cho những cái bác khách hàng đấy, thì là các bác có thể kéo xuống để xem chi tiết nội thất của những cái dòng JBL K512 đời 2019 này đấy. Và từ trước đến nay thì cửa hàng chúng em luôn luôn là những cái cửa hàng mà các bác đặt chọn niềm tin và cũng như là gửi gắm chọn niềm tin vào cửa hàng chúng em đấy. Có những bác thì đã ủng hộ bên em cách đây khá lâu rồi, khoảng một vài năm rồi, nhưng các bác vẫn quay lại và cũng như là ủng hộ bên em khá là nhiều đấy. Tại vì sao? Là tại vì uy tín sẽ tạo lên tất cả các bác nhá. Đấy, riêng những cái dòng JBL K512 bản 2019 này, hay là những cái dòng sản phẩm bãi này, những cái dòng sản phẩm loa bãi hay những cái dòng sản phẩm âm ly bãi thì có như thế nào thì bên em nói như vậy, và cũng như cái sản phẩm nó chất lượng như thế nào thì các bác mới có thể quay lại cửa hàng chúng em, đúng không các bác? Đấy, không như những cái sản phẩm trôi nổi ngoài thị trường đấy, hay là những cái sản phẩm mà treo đầu dê bán thịt chó đấy, thì bên em không bao giờ có cái khái niệm bán những cái dòng sản phẩm kém chất lượng hay là những cái dòng sản phẩm trôi nổi ngoài thị trường các bác nhé đấy. Và chỉ có trong video ngày hôm nay thôi thì 5 cặp JBL K512 đời 2019 sẽ dành tặng cho những bác nào nhanh tay nhất đấy, áp dụng cho những bác nào nhanh tay nhất thôi thì có thể có được mức giá cực kỳ là ưu đãi đấy, từ 4.800.000 đồng xuống chỉ còn 3.900.000 đồng thôi đấy, rất là chất lượng đối với những cặp JBL K512 đời 2019 này đấy. Và tất cả nhá, hình thức thanh toán và cũng như hình thức mua bán hàng của bên em thì tất cả đều cho toàn thể các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán đầy đủ các bác nhá đấy, kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán đấy. Đây là một đặc điểm nhá, là tất cả những dòng sản phẩm bãi của bên em ấy thì bên em luôn luôn sẽ cho các bác được xem nội thất ở bên trong đấy, nên các bác hoàn toàn yên tâm với những cái dòng sản phẩm mà bên em cho ra phân phối và cho ra ngoài thị trường và đến tay các bác đấy. Và ở đây thì là đây là những cái cặp JBL đời 2020 này đấy, thì bên em có mở nội thất ra và làm những cái chương trình về cái cặp ấy rồi, rất là nhiều rồi đấy, nên các bác hãy nhanh tay lên để có thể chọn được những cái cặp JBL K512 đời 2019 này các bác nhé đấy. Và sắp tới này thì bên em sẽ cho ra rất là nhiều những cái chương trình giảm giá khuyến mãi cực sốc và cũng như những cái chương trình tri ân khách hàng đối với những cái dòng loa bãi hay là những cái dòng sản phẩm bãi của bên em đấy. Và sắp tới này thì bên em sẽ làm rất là nhiều về những cái chương trình về những cặp loa JBL đời 2020 và cũng như đời 2019 này đấy. Đời 2020 thì các bác hãy đón chờ, sắp tới này thôi thì bên em sẽ cho ra những cái chương trình và cũng như những cái chương trình tri ân khách hàng rất là tốt và rất
rất là ưu đãi cho toàn thể các bác. Đấy, các bác hãy đón chờ các bác nhé. Đấy, thì trong video ngày hôm nay thì bên em muốn thông báo là bên em có gom được còn 5 đôi lẻ. Thì các bác hãy nhanh tay lên cho 5 bác khách hàng nhanh tay nhất đối với những cặp loa JBL K512 đời 2019 xuống mức giá cực kỳ sốc, chỉ còn 3.900.000 đồng thôi, thì các bác có thể chọn ngay được, sở hữu ngay được những cái cặp loa vô cùng chất lượng này để sở hữu và cũng như là thưởng thức âm thanh tại gia đình mình. Đấy, nên các bác hãy nhanh tay lên các bác nhé. Đấy, các bác có quan tâm thì hãy trực tiếp gọi điện qua số điện thoại của Huy Hoàng để có thể đặt hàng và cũng như bên em có thể tư vấn chi tiết hơn. Đấy, và cũng như là để bên em có thể chọn cho các bác được những cái cặp loa đẹp nhất có thể. Đấy. Các bác hãy nhanh tay lên các bác nhé. Chỉ có 5 đôi duy nhất thôi ở trong chương trình đợt này thôi thì mới có mức giá ưu đãi như vậy. Đấy. Video cũng khá là dài rồi thì các bác hãy nhanh tay lên để có thể đặt hàng các bác nhé. Video khá là dài rồi thì em xin phép kết thúc video tại đây. Em chào toàn thể các bác và hẹn các bác ở những video lần sau.